Ôi cá chẽm. Ôi. Vô 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 ơi. Ôi cá chẽm nè. Quá cá chẽm nè. Ôi phi chẽm. Ôi chạy nó đi. Ôi. Xin chào các bạn đến với kênh Tàng Kiến Giờ nha. Hôm nay hai cha con mình lại cái ao này nè. Ao này bữa mình đi bắt cua mình mò. Tôm nhiều lắm nha. Mình giới thiệu ổng đi chài thử có con tôm nào không nha mọi người. Gì đây? Ôi cái da gì? Da giống bự dữ trời. À cha nhìn cái chạy chạy đi quá im kéo kéo lên đó đó hay chưa hay chưa hay chưa tao này tôm nhiều lắm á. Hử? Cái này cái da rắn gì cho? Hả? Gì? Rắn bự như vậy? Có gì không? Nó rối kìa. Đó, đó. Nó rối nha mọi người. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Chạy bay hết mau này vậy. Đó, cá đói kìa. Cá đói nha mọi người. Cá này chiên xù ngon lắm nha. Con lý, con lý. Cuộc sống dân Cần Giờ cặp miền chạy đi ra là bảo đảm có cá ăn nha mọi người. Trời ơi, chạy có ba cá đói vậy trời. Bốn con rồi tiếp tục quá im quá im chạy im quá mà không biết kéo lên có con nào không. Ủa lá me quá trời luôn chơi lá me non á sao rồi thấy động động tình động tính gì không. Im ve hả? Rồi xong luôn rồi. Thúi kèo luôn. Tôm tách cái gì đâu. Có mà. Đẹp nha. Đẹp. Trời ơi. Con gì mới nhảy xuống à? Chài 30 năm kinh nghiệm chài mà chài vậy chết. Thua rồi. Có. Chưa chạy hết sao biết có cá. Con xuống phòng mò không có cá này mà chài không dính. Không. Rồi thử lại chài nữa đi. Rồi lụm gạo. Lụm gạo nha, cái đó là lụm gạo rồi đó. Thiệt luôn á. Nhưng mà không lụm gạo mới sợ á. Có chơi, có chơi. Ao này bữa con mò tôm bạc á. Tôm thẻ nào nay ngon tay cái á. Không có luôn hả? Cá không? Hả? Ôi cá chẽm. Ôi, vô 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 ơi. Ôi cái chẽm nè. Quá cái chẽm nè. Ôi phi chẽm. Ôi chạy nữa đi, chạy chạy nữa. Lụm gạo rồi. Vô vô kẹo vô kẹo. Ngon lành ngon lành. Ồ, ghê ghê ghê. Cái đói cái phi chẽm quá trời luôn mọi người ơi. Một chạy một.
Đây đi địa điểm mới nha. Địa điểm nãy thua. Rồi bỏ vô. Hai từ. Quá ngon quá ngon. Tuốt tuốt động. Rồi cá chẽm nè. Chẽm bắt lưới nha. Ngon ngon. Sư cô bé lắp lại nha, ứng nè. Con nó chém lắm. Rồi, có đầu kho ăn cơm rồi nha mọi người. Ê dựng, dựng cái tay coi. Ngon lành luôn. Vô mánh, vô mánh. Còn có cà phê nè. Hai cà phê nè. Vô kẹo. Vô kẹo. Ngon ngon ngon. Mày tiếp tục thôi. Ở đâu ở đâu? Ở đâu? Hả? Quá im. Ồ, cá dính rồi đó. Có là nắng kìa, lên đi. Sao rồi? Như vậy hả? Chạy đầu làm ngon mà. Đó, có kìa, có kìa. Cá đói hả? Đó, vô, vô, vô rồi. Vô được mấy cá đói mọi người ơi. Đó là gì, chi xù ăn thứ gì nổi. Ở đâu? Đây nè hả? Đó, hai cá đối, bốn cá đối. Ngon luôn. Ngon chạy thưa dữ gì thưa ta. Cá đối này ngon nha. Nắng quá mọi người. Quá ngon quá ngon. Lát về cái đó này chiên xù. Chiên xù ngon. Rồi cái nữa đi. Quá im, quá im. Không, không. Hả? Con cá bự hả? Đừng nó xảy á. Sảy tuốt. Sảy hả? Xong mọi người, chạy này thua rồi. Hay ngon. Sao rồi? Dương gốc rồi. Trời, nguyên cây dập quá, nhím con gì vậy. Thua.
còn đừng có chạy mini. Chém. Đừng có chém mini. Đây, chém đây. Tôm thẻ đừng con nữa. Chém rồi. Ừ, vậy là đủ ăn một ngày nha mọi người. Đủ ăn một người ngày vậy nè, thấy không? Cà phê cái chém cái đói nhóc luôn. Ngon luôn. Tôm nó cắm thò lòi được hai cây á, hai cái thò lòi đổi con tôm chịu không? Nó dính tôm nè mọi người, dính tôm nè, lát còn lấy tôm này mình đi cắm cá thò lòi nha. Đó, tôm này cắm cá thò lòi là nó ăn dữ lắm. Đây, về tới nhà rồi, đi chạy chút xíu là có ăn nha mọi người. Đó, nhiêu đây cá nè, ăn nguyên cả ngày không hết nữa. Được con cá chẽm nè. Chưa. Được con cá chẽm. Hai cái chẽm chứ. Hai chẽm khổng lồ. Giờ con tôm, mấy cá phi, cá đối, ở cá đối này chiên ngon rồi mọi người. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Cá đối này chiên sùa ngon nè. Có bự không? Đó, mình thấy chưa? Giờ mình tiếp tục đi cắm cá thò lòi nha.